Hello, chào anh em nhá. Và hôm nay, buổi sáng hôm nay thì bên em vừa có nhận về một chiếc loa của một anh khách hàng mà bên em gửi Viettel. Khi mà lắc loa lên thì nó lục cục rồi. Bây giờ phải mở ra là xem tình trạng như nào. Tiện đây quay clip luôn để gửi đến các bác. Đây là con loa EW nhá. Rồi. Theo Bách, anh hỏi Bách, theo em loa nào là loa bền nhất? Loa gì, thương hiệu nào là bền nhất? Em chẳng biết rồi, đấy. À, nếu như các bác chơi âm thanh ấy thì các bác dùng loa Việt Nam thì độ bền khoảng tầm 3 năm. Đấy. Các bác dùng loa Trung Quốc thì độ bền khoảng tầm 5 năm. Các bác dùng loa Nhật Bản thì độ bền là 10 năm. Các bác dùng loa Đức thì độ bền là khoảng tầm 20 năm. Nhưng mà mấy cái loa đấy chưa ăn thua. Đấy. Có một cái đôi loa mà các bác dùng mấy chục năm mà không bao giờ lo hỏng vẫn cứ kêu tốt. Mỗi tội là nó chạy bằng cơm. Đấy là loa của bố vợ tặng. Đấy. Dùng 20-30 năm rồi mà bật lên vẫn kêu tốt. Đủ cơ cụ bao giờ là tốt các bác nhé. Đấy. Loa đấy nhiều bác sợ lắm. Tháo ra đi. Tháo ra. Tháo ra đi á. Ngạc nhiên luôn này. Đây. Ngạc nhiên luôn này. Cái này thì em cũng không bất ngờ lắm. Và đây là một sản phẩm của Viettel. Viettel Port chi nhánh Bắc Từ Liêm. Những đôi loa mà em gửi cho các bác em đóng rất cẩn thận rồi. Đã đóng cẩn thận và lót rất nhiều xốp rồi. Và các bác có thể xem là cái căng của loa này. Đấy, cái căng ở đây. Em đấm vào cái căng này cho anh. Đâu? Đấm đi. Các bác có thể xem là nó rất chắc. Nó quá chắc luôn. Cái gì tì lên cũng không thể gọi là. Đây là nó là bằng thép các bác nhá. Mà tại sao lại gửi hàng đi mà nó lại như thế này? Em tháo của bát ra cho anh. Đây đang rất là bực mình ấy. Để lăm xuống. Hiện tại thì nhìn là cái nón loa rách rồi đấy. Tháo ra đi. Để lăm đi. Hơi xước một tí thôi. Đây là một cái mà những bác nào mà gửi hàng như bên em thì các bác biết là nó rất là bực và nó rất là đau lòng. Cái đôi loa người ta nâng niu như người yêu ấy. Đặt xuống phải nhẹ nhàng mà tại sao mà người ta gửi hàng người ta làm như này. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Và cái loa này thì em đã đổi cho anh Công ở Vĩnh Phúc rồi. Nhưng mà thật sự khi mà nhìn cái loa này thì rất là bực mình. Đấy, nhớ được nguyên cái phần trên. Nếu như mà bảo là mình mà kiểu như là quăng quật hàng hay là mình mà bọc không cẩn thận thì một đằng đấy đã bọc rất cẩn thận rồi. Mà cái đề củ bát của đây các bác xem này. Tháo cái dây, tháo luôn. Dây phân tần. Đây. Để đây. Đấy. Đây. Xin đem đi một mảnh mà đem về hai mảnh. Vào đây. Để xuống đây. Cái này người ta gọi là xin vĩnh biệt cụ này. 3 hôm trước thì nó là một đôi loa. Còn 3 hôm sau thì đây không gọi là loa. Đây là gọi là một cục sắt vụn. Đây các bác phải xem. Cái xương nó chắc thế này mà nó vỡ hết cả xương. Đây coi đây. Coi đây. Gãy hết xương này. Và nón thì đây. Các bác xem đây. Tất cả những cái hàng này kiểu như này em gửi cho các bác mà bị bất kể vấn đề gì thì bên em hỗ trợ là đổi cho các bác luôn. Nhưng mà đây em đang muốn nói là cái việc gửi hàng ấy ạ. Đây. Đây là một cái loa cũng gọi là không phải rẻ tiền mà tại sao mà họ lại làm như này. Trong khi đấy là bọc rất là cẩn thận rồi và những bác nào mà làm ở nghề thì các bác sẽ hiểu là nó đau lòng như nào. Bởi vì những cái loa này là bây giờ về là không thể bán được cho các bác rồi này. Đấy. Trong khi là zin nguyên. Mà trước khi gửi là zin nguyên và test rất là ok. Và làm việc ở bên Viettel thì họ bảo mỗi một câu là như này. Là bọc cẩn thận lại. Đấy. Đây các bác xem này đau lòng không. Bây giờ cái này thì bây giờ bán cho ai. Căng và thùng không vấn đề. Mà có một cái là rất hay đó là cái căng và cái vỏ thùng không xước sát luôn. Nó vẫn rất đẹp luôn. Nhưng mỗi tội là cái củ bát như này. May phải lo Lexo ấy. Cái củ chép thì em chưa biết. Đấy. Mới bọc rất cẩn thận rồi. Nếu lo Lexo thì thôi khóc. Đấy. Đau lòng. Đây là họ phải tác động vào một lực cơ học rất là mạnh. Tức là họ phải cầm cái loa này họ ném đi. Thì cái củ bát này nặng thì nó mới đập làm vỡ hết cái bên trong được. Xương mà là một gang ấy. Nên là những bác nào mà làm Viettel ấy hoặc là các bác mà gửi hàng ấy thì các bác cũng nên là nâng niu những cái sản phẩm của người khác. Bởi vì là đây cũng đều là những cái sản phẩm mà nó rất đắt tiền. Mà kể cả không đắt tiền thì cũng không lên một con quật như vậy. Làm cái nghề gì thì nó cũng phải có tâm một chút chứ. Làm cái này thì cũng không được. Tất nhiên đây cũng là trường hợp số ít thôi các bác nhé. Chứ không phải là trường hợp số nhiều. Nhưng mà cũng muốn nói đến các bác là vấn đề như vậy. Và
bất kể sản phẩm mà bên em gửi cho các bác mà nó bị làm sao thì bên em đều hỗ trợ các bác đổi mới hết, chứ không thể bảo là cái này đi sửa lại thì nghe rất là vô lý. Đấy. Đấy. Cũng mong là những bác nào gửi hàng thì không bị như này, bị như này thì rất là sót. Đây là xin vĩnh biệt cụ rồi, Viettel Post. Đấy. Chán quá. Đấy, bác nào muốn lấy cụ bát này không? Em kỷ niệm các bác. Bác nào lấy thì alo nhanh cho sóng thanh nhá. Nhìn chán quá. Thôi, ok, đáp lại đi. Đáp lại đi, mang đi biểu diễn đi. Đây, không biết chép có sao không đây. Nhưng bên trong thì các bác xem là nó vẫn rất là chắc chắn. Chép thì không sao. Vì cụ bát nó rất là nặng mà. Con này bát 25, chúng tôi 27. Mà cũng còn đôi cuối cùng thôi. Thế mới đau. Rồi, thôi ok, chào các bác nhá. Mong là anh em nào Viettel mà xem được thì anh em gửi hàng nhẹ tay giúp em một tí, chứ không thì rất là mệt, rất là sót. Rồi, ok.